Chỗ này có cây cần thăng hay đấy. Ừ. Mang đi hay là ấy được cái chung? Không là... bán mà. À. Ôi, quái ghê nhỉ. Vừa thấy đi qua thấy nghe bảo 3 triệu chú. 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Chờ, Linh là thăng này. Linh là thăng. Linh là thăng, thăng thật rồi. Thăng này. Da thích nhỉ. Đấy. Đổ kịch tâm. Đấy, phải đuổi ra tí nữa chứ nhỉ. Ôi, đuổi ra đây tí. Đang co cái trên này nữa, con bỏ cái này đi này. Bỏ đấy. Bỏ cái lấy này. Cái trên hay hơn. Chứ không nhỉ? Cái này là vào đây mật nàn quá. Hơi dối nhỉ. Hơi dối. Chắc chắn không bỏ cái này. Không mấy khi mà gặp được cái này đâu người ạ. Đẹp quá. Đấy. 3 triệu rưỡi. Chậu đẹp rồi. Chậu đẹp hết đấy. Chậu này thì làm rẻ. Đấy. Mà nói chung là hợp với cây. Mai gò công rồi chú. U biếu ghê chưa. Bao nóng đây. Kia rồi. Mai chú Thủy đấy. Bánh bao đây. Hai đứa bao nóng đây. Ủa. Sao con không sang? Rồi làm mày... ăn cơm lỏng nữa rồi. Canh lỏng lúc. Này tao phải bắt tao người ta sang mà này không sang. Ừ, sang. Mày. Ôi giời. Sao cái này công nghiệp mày tao. Biết thứ không có bạn đi đâu. Biết thứ. Đây, đây. Anh. Đây là điểm con này này. Điểm đấy. Đấy. Cần cái kia mà nó ra tay khỏe nhỉ. Ừ. Múc veo rồi, chắc bếp rồi. Xoắn xít cái kia mà dưới tay tiếc vẫn khỏe. Chú có ra Mỹ Đình không? Chưa. Chưa rồi. Làm nữa. Nhiều cây hay phết nhưng mà toàn nói ra trên trời. Mới bảo là mới có hàng to không? Có, nhiều. Ừ. Nhiều lắm. Hàng về chưa ra nhưng hàng to là có rồi. À. Hàng to. Nay lại dưới này
đây là mai thủy này. À đâu quên. À, bị quế. Đấy, dưới có cái chợ này. Cổng là đẹp quá. Sớm quá, chưa vẫn cuộc giao dịch. Quay xem có cái gì thôi. Này, hơi mưa. Bác đi mấy đình cũng nhiều à. Ôi, mới này. Đây, chú thủy một cái nhé. Vâng, tôi nó chỉ được cái thế chứ. Cái thân nó to. Khó lắm, cây này đâu phải là ấy đâu. Cái thân mình được, thân mình tí. Thân thế đâu rồi? Đây đâu? Thơm lắm, nó hồng ngoại. Thơm lắm, đầu lại thơm. Để thơm nước luôn. Để trắng. Giấy hôm nọ đây sột sột à, đây có cây gạo quái. Cô bác bảo là cây gạo không ai, cây tất quá đẹp, cây tất cây gạo là có gạo nhà à, không có gì điện đấy. Hoa giấy. Hoa giấy. Lão. Quá đẹp. Cao bằng nhau. Hai cụ Bình Gạc. Được. Xin đổi. Vô cùng đẹp. À, hoa giấy. Điện nghệ. Mong cả áo đựng ngày xưa. Anh đem ra đúc anh cho. À, là hạt. Có gì chưa? Rõ đăng ký. Chào. 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 Chào.
Nó giấy mà. Mấy chục cũng rồi. Mình lấy giá bán thì tao ngại mất cả lắm. Bao nhiêu? Mấy chục. Giấy tím. Giấy tím hay giấy gì đấy? Giấy tím. Đây đây đã em. Túc túc. Gốc. Đấy. Điều luyện đấy. Tay canh cần gì chơi cái nghịch cái này. Chậu đẹp. Thân không đẹp. Chậu thì quan trọng gì chậu này chậu chậu này à? Và đập đi mua chậu là chậu này của Đồng Nai mà chơi chậu này phiên sau mang giả đập về đập cho sang chỗ khác cái này là bao tiền đủ gì hết đấy cần này chơi hay hơn đường Tam Thúc đường Tam Thúc này thì quan trọng gì giấy ăn ăn cả đấy đấy ăn cả gốc ở đây ăn gốc này về còn đục nó đi giấy thì dễ lũa dễ cục này anh ạ về thì mẹ lọc lục cho thành lũa luôn không lũa không nói đến nhưng mà cái bệ này lọc cái chỗ kia tí nữa nói chung được cái tầm tiền nó chỉ thế thôi chứ còn anh muốn nó lét đẹp nó phải vài củ đây cơ mà đúng không cái gì cái nó tiền nào quý nữa mình phải nói thẳng nghe những cây led thì nó tiền nó giá là nó mình về cái giá là cái tạm là cả tạm ổn chính xác là bao nhiêu mà bán bác ơi chỗ bán hơn triệu các bác mua quen chỗ đọc giá bán cho các bác thì tao cứ làm 500 người ta về đấy lấy tao về đấy đọc giá 100 thì bác có lấy được rồi này hả em hỏi nhỉ 500 là tao về cái gì đấy là giấy nhiều cái con to nó dày lắm, thì con càng đẹp, tao lại thích con mini, nó cũng là không cần dáng dấp bắt mắt là được, nên là tầm nó đẹp tao, tầm mini này cũng mang được chơi với tao, bao nhiêu? Bán được mạnh ơi đi sang chậu cái con ơi chậu anh vào trong cái căn cứ này mà chậu Đồng Nai mà cái xe mà xe không có chậu đâu đi mua đi đâu chỉ họ nậu cái. Cái này là bao nhiêu đây? Cái này 2 ạ. À? Hả? À, cái này cái gì? Đây này, cái dòng bè ngắn bé đây, cứ khó tầm bao nhiêu đây nào chỗ 2 bạn. Vâng. Cái này là bè nhất luôn. Mọi thứ ổn. Bây giờ em đi 2 xe em đi xem. Mày chú Thủy. Anh ô tô đi được ra ông này chưa trong khách đi xe. Bắt chói trong kia. À thì à. Nếu mà đi tình thì đợi ông đến đây rồi xem có đi được mấy. Xem mà ông bấm cho cụ này có mua được con giấy nào. Tao gì chỉ mini vé cho rồi. Có giấy được vài cây. Thằng này nhá, cho sang cái chỗ mua. Dài nó tí. Là 600. Được chưa? Cái là cái gì vậy? Không phải mở hàng, tao mua nhanh chóng. Đấy tao gửi đấy nhá. Thế đấy cho cái kia. Thôi, cái tao hai, em hai. Không lấy cái này thì không lấy cái. Bao nhiêu? 600. Hả? 600. Đây nào. Đấy cái này. Không rất là giấy. Có hoa không em? Cả cần hoa, cái này chỉ chơi nghịch không chờ cần chơi hoa. Nếu đã dáng này thì cây gì cũng được. Thế gửi ra gửi đây nhá. Đấy, gửi đây nó bán mất rồi.